5 bài học đáng quý mà chạy bộ dạy bạn trong cuộc sống. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Yêu Chạy Bộ. Để có thêm nhiều thông tin và kiến thức về chạy bộ, hãy nhấn subscribe kênh và bấm chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất từ video của chúng mình nhé. Chạy bộ không đơn thuần là một môn thể thao rèn luyện sức khỏe, mà đó cũng là một người bạn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Để trở thành một dân chạy đúng nghĩa thì có những quy tắc bất thành văn mà bạn phải tuân theo. Và đó cũng là những bài học đáng quý để bạn có thể áp dụng ở trong cuộc sống. Đối với đại đa số mọi người thì chạy bộ là liều thuốc giúp xả stress hiệu quả nhất. Chạy bộ giúp kiểm soát cân nặng trong tầm kiểm soát mà bạn không phải ăn uống kiêng khem. Chạy bộ còn giúp bạn cách đối phó thử thách, cách lên kế hoạch và cách theo đuổi đam mê của chính mình. Và video dưới đây là 5 bài học đáng quý mà chạy bộ dạy bạn trong cuộc sống. 1. Đi bộ trước khi bắt đầu chạy. Nếu bạn chưa từng chạy bộ bao giờ, chắc chắn bạn sẽ luôn phải bắt đầu việc tập luyện bằng cách đi bộ để làm quen. Sau một thời gian chạy, bạn sẽ xen lẫn các đoạn chạy ngắn và tăng dần cường độ đến lúc có thể chạy liên tục không nghỉ. Có công mài sắt thì có ngày nên kim. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho cuộc sống và kinh doanh của bạn. Một ý tưởng sáng tạo không đồng nghĩa với một sự khởi nghiệp thành công nếu bạn cứ xông vào làm ngay. Có rất nhiều chướng ngại vật và thử thách không lường trước trong cuộc sống mà bạn không thể nghiên cứu kỹ, bạn sẽ không thể ứng phó khi đối mặt. Nếu bạn bắt đầu kinh doanh, chuyển việc hoặc muốn cải thiện vóc dáng bằng cách chạy bộ, hãy dành thời gian tham khảo các bài học căn bản như cách chạy bộ trước khi bắt tay và chinh phục thử thách mới, chạy đường trường. Đừng cố gắng đạt mục tiêu trong thời gian ngắn, trong khi bạn chưa có những kiến thức căn bản cho việc chạy bộ, nên nhớ hãy luôn lắng nghe cơ thể của bạn. 2. Kiên trì là chìa khóa dẫn đến thành công. Kiên trì, nhẫn nại là một đức tính tốt, chạy bộ rèn luyện cho bạn. Bạn muốn tham gia một giải half marathon 2 tháng sau, trong khi chưa thể chạy được 5km liên tục. Nếu chưa từng chạy bao giờ, bạn sẽ không thể hiểu được chạy bộ 21km nó gian khổ thế nào. Chỉ những người đã qua thời gian tập luyện lâu dài mới biết được rằng muốn chinh phục 21km, bạn phải vượt qua các thử thách 5km, 10km trước khi có thể bắt đầu việc tập luyện cho cự ly kế tiếp. Không có đường tắt trong chạy bộ, con đường duy nhất là thời gian và lòng kiên trì, hơn nữa là sự quyết tâm của bạn. Áp dụng vào cuộc sống, rất nhiều người đặt ra những mục tiêu quá viển vông với vốn thời gian hạn hẹp. Để rồi, khi không thể hoàn thành trong thời gian cho phép, họ sẽ tự dằn vặt bản thân, cảm thấy chán nản và đầu hàng trước những thử thách kế tiếp. Dù cho mục tiêu của bạn là gì, đặt ra những kỳ vọng thực tế với hoàn cảnh sẽ là chìa khóa dẫn bạn đến thành công. Không cần phải liều mạng để thành công. Bạn không cần phải tập luyện bán sống bán chết ngày này qua ngày khác để có thể chinh phục được 10km hay 21km. Nghiên cứu cho thấy, việc tập luyện liên tục không nghỉ chẳng những không giúp ích mà còn làm hại bạn, gây ra những chấn thương nghiêm trọng cho lưng và đầu gối. Hãy tập luyện một cách thông minh, dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý để tận hưởng niềm vui chạy bộ. Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, hãy tham khảo một chương trình tập luyện. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng, dù bạn chinh phục cự ly nào, các bài tập luôn được thiết kế xen lẫn chạy và đi bộ, cùng các ngày nghỉ rất nhiều. Đó chính là phương pháp tập luyện hiệu quả nhất, chứ không phải chạy một tuần 7 ngày không ngừng nghỉ. Trong cuộc sống cũng vậy, có rất nhiều tranh cãi về việc cân bằng công việc và đời sống riêng. Chưa chắc, làm việc 12 giờ một ngày sẽ giúp bạn thành công hơn những người chỉ làm việc 5-6 giờ. Bạn không cần phải hy sinh gia đình, lao đầu vào công việc để được thăng tiến. Việc bạn cần làm là tìm ra mục đích sống của mình và cố gắng vươn đến từng cột mốc một. Bằng cách này, bạn luôn luôn có động lực để hướng về tương lai mà không bị lạc hướng. Đừng áp đặt bản thân với những công việc ngày đêm, phải đánh đổi mọi thứ. Bạn có nhiều cách để vươn tới thành công. 4. Chấp nhận việc để người khác qua mặt. Đừng lo lắng nếu có nhiều người chạy qua mặt bạn trong cuộc đua. Kinh nghiệm của mình cho thấy có khá nhiều người đè pha rất sung khi xuất phát, nhưng đến nửa đường, mình có thể bắt kịp và qua mặt dễ dàng vì họ đã mất hết năng lượng cho nửa đầu chặng đua. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người có tốc độ tốt và chuyện họ vượt qua bạn là chuyện hoàn toàn bình thường. Vì bạn tham gia cuộc đua là để chiến thắng mình, chứ không phải ganh đua với giải thưởng. Quan trọng nhất là bạn phải đặt ra mục tiêu, ví dụ như là chạy 10km dưới 1 giờ ở giải nào đó và phải cố gắng theo đuổi đến cùng. Đừng bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Cố gắng chạy nhanh hơn sẽ khiến bạn mau xuống sức,
có thể không hoàn thành được cuộc đua và tệ hơn có thể dẫn đến chấn thương. Trong cuộc sống và kinh doanh cũng vậy, rất nhiều người mong chóng thành đạt, trở nên giàu có rất nhanh, nhưng nhiều khi vẻ hào nhoáng bên ngoài đó sẽ sớm muộn bị lật tẩy với số nợ hàng tỷ đồng trong ngân hàng. Việc này không phải là hiếm trong xã hội ngày nay. Hãy đặt mục tiêu cho riêng bạn, lên kế hoạch phù hợp và theo sát nó, thành công sẽ đến với bạn một cách bền vững. 5. Biết cách tận hưởng chiến thắng và chấp nhận thất bại. Thắng thua trong thể thao là chuyện thường tình. Chạy bộ cũng vậy, sẽ có những lúc bạn chiến thắng khi lập được một kỷ lục cá nhân mới cho mình. Đồng thời, cũng sẽ có lúc bạn thất bại, không đạt được thời gian mong muốn, không thể hoàn thành cuộc đua. Nhưng, quan trọng nhất là cách bạn tiếp nhận chiến thắng và thất bại thế nào. Hãy biết cách tận hưởng chiến thắng để tiếp thêm động lực chạy bộ và biết cách nhìn nhận thất bại của mình để rút ra những bài học cho những cuộc đua sau. Cuộc sống cũng thế, luôn có những lúc thăng trầm mà bạn phải biết cách xử lý khéo léo để vượt qua. Đừng để thất bại làm nản lòng bạn và cũng đừng ngủ quên trên chiến thắng. Khi bạn dừng chân đứng lại, có nghĩa là bạn đang thụt lùi lại sau lưng so với cuộc sống xung quanh. Thất bại là bài học giúp bạn thành công hơn trong tương lai, nhưng đừng lặp lại một thất bại hai lần. Khi bạn biết cách chấp nhận thất bại là lúc bạn sẽ biết cách đứng lên mạnh mẽ hơn, cho nên đừng bỏ cuộc. Và còn rất nhiều các bài học mà bạn có thể đúc kết từ thể thao hay các hoạt động thường ngày. Bạn cần phải biết cách nhìn nhận, tổng hợp và áp dụng nó vào cuộc sống của mình. Khi mới bắt đầu chạy bộ, bạn chưa từng nghĩ bạn có thể chinh phục được 10km chỉ sau 6 tháng. Bạn học được cách chiến thắng nỗi sợ hãi bên trong và cách vươn lên chinh phục thử thách chông gai phía trước. Chắc hẳn các bạn cũng như mình đã và sẽ rút ra được nhiều bài học đáng quý từ thể thao nói chung và chạy bộ nói riêng. Hãy sống với đam mê của bạn, thành công sẽ theo sau. Chắc hẳn các bạn cũng như mình đã và sẽ rút ra được nhiều bài học đáng quý trong thể thao nói chung và môn chạy bộ nói riêng. Hãy sống với đam mê của bạn và thành công sẽ theo sau. Nếu như cảm thấy video này bổ ích thì hãy đừng quên like, share và subscribe cho kênh Yêu Chạy Bộ nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Video của mình đến đây là hết và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like, share, subscribe kênh. Đừng quên để lại ý kiến dưới phần video mình nha.